Tại đây, Chư Tôn Đức Ban Thư Ký đã báo cáo công tác chuẩn bị lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021, triển khai phương hướng năm 2022 của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tới đây. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, quyền pháp chủ, trưởng ban trị sự, chỉ đạo tặng bằng tuyên dương công đức đối với những tập thể, cá nhân có những cống hiến tích cực trong hoạt động từ thiện, tổ chức bếp ăn, tình nguyện viên hỗ trợ người dân phòng chống COVID-19. Về hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Việt Nam thành phố cho biết sẽ tặng quà Tết tại Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang, mỗi nơi 500 phần quà. Chùa Thanh Tâm sẽ do Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt phụ trách. Ngoài ra, ban cũng chuẩn bị 5.000 phần quà gửi tới các ban trị sự Xã hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành để chăm lo Tết đồng bào Tây Bắc và các địa phương khác. Sáng nay ngày 10 tháng 1 tại Quảng Bình đã diễn ra hội nghị tổng kết Phật sự 4 huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Theo đó, bằng tinh thần đoàn kết, Phật giáo các huyện đã sáng tạo và thực hiện nhiều Phật sự quan trọng, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, kịp thời giúp đỡ các đối tượng yếu thế với kinh phí gần 20 tỷ đồng. Tại đây, nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện nhiệm kỳ mới được công bố do Đại đức Thích Quảng Phước, Đại đức Thích Thiền Bình, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Thượng tọa Thích Đạt Đức lần lượt là trưởng ban trị sự các huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy và Bố Trạch. Dịp này, tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Hới cũng ra mắt. Trước đó tại tỉnh Tây Ninh, tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ lần thứ nhất 2021-2026 cũng được suy cử và ra mắt, gồm 5 thành viên do Đại đức Thích Thiện Nghĩa làm trưởng ban trị sự. Dịp này, các tập thể và cá nhân tiêu biểu về an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương cũng đã được biểu dương. Trong năm qua, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự giúp đỡ từ các đơn vị, cá nhân, dự án kinh điển Phương Đông đã từng bước đi vào ổn định. Theo đó đã hình thành bộ quy chuẩn, thể lệ dịch thuật, bộ từ vựng Phật học, thư viện kinh điển Phương Đông, xuất bản nhiều sản phẩm, sách tham khảo, hình thành đội ngũ dịch thuật đông đảo. Dự kiến trong năm 2022, dự án sẽ nghiệm thu, biên tập và xuất bản các sản phẩm dịch thuật đầu tiên. Được biết, dự án kinh điển Phương Đông được thực hiện trong 10 năm theo hai giai đoạn, từ năm 2019 đến năm 2029, với mục tiêu dịch thuật các bộ kinh Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo được trước tác, chú giải tại Việt Nam.